Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì tiếp theo một cái mô hình nữa Ngọc Ngân muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị, đó không phải là một cái loại cây xa lạ mà đó là một cái loại cây rất là quen thuộc với chúng ta luôn. Đó chính là những cái quả dừa. Thì ở cái thời điểm nóng bức như thế này, khi mà thấy được một cái vườn dừa xanh ôm như thế này thì Ngọc Ngân cảm thấy rất là tuyệt vời luôn á quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nhìn thấy trái dừa nó rất là to như thế này nè. Thì là cái loại dừa mà cái trái to nhất hiện nay đó chính là dừa ta lùng á quý cô chú anh chị. Thì khi trồng dừa thì quý cô chú anh chị băn khoăn một điều á, là mình trồng nó rất là lâu trái luôn. Hồi xưa Ngọc Ngân nhớ nội kể là trồng một cây dừa là tới 7-8 năm mới cho trái luôn á. Thì thời gian nó rất là lâu luôn. Và khi mà dừa nó càng lâu năm á thì nó hay bỏ cổ và nó rất là hay ít trái. Thì những cái năm gần đây á, thì những cái giống dừa mới đã được lai tạo và cho năng suất rất là cao và thời gian cho trái rất là nhanh. Thì một trong những cái loại đó chính là dừa ta lùng. Thì cái cây phía trước mắt quý cô chú anh chị đây là cái cây này được 7 năm tuổi á quý cô chú anh chị. Mặc dù là 7 năm tuổi á, nhưng mà cây của mình thì nó rất là thấp. Thì quý cô chú anh chị hãy thấy là Ngọc Ngân cao 1,5 m. Tới đầu Ngọc Ngân thì cây này là 4 năm nó đã cho trái. Tính tới từ thời điểm cho trái tới bây giờ đã là 4 năm rồi. Thì quý cô chú anh chị trồng dừa thì hỏi là một vườn dừa ta lùng thì bao nhiêu trái. Thì dạ xin thưa, một vườn dừa ta lùng thì nó dao động từ khoảng là từ 6 cho đến 12 trái. Thì nếu mà mình để cái trái nhiều á, thì cái trái nó sẽ nhỏ hơn. Còn khi mình để ít thì trái nó sẽ to hơn. Ví dụ như đây ở cái buồn này á, thì nó khoảng 10 trái như thế này. Còn cái buồn đây, quý cô chú anh chị thấy nó chỉ có 4 trái thôi. Thì trái nó rất là to luôn. Quý cô chú anh chị thấy là Ngọc Ngân ôm nè. Cái này cái bàn tay mà ôm hai cái bàn tay nó chưa có hết cái trái dừa luôn á. Dừa nó rất là to, rất là bự luôn. Thì dừa là một trong những cái loại thức uống rất là tuyệt vời. Và nước cốt dừa thì làm được rất là món ăn. Vì thế là cây dừa trong nhiều thời gian qua thì là không có một cái, hầu như là một cái trong những cái loại mà rất là tuyệt vời. Bởi vì mình có thể sử dụng trái nè, sử dụng lá nè, sử dụng thân nè. Rồi đặc biệt là cái món, quý cô chú anh chị có ăn những cái món mà gỏi củ hủ dừa không? Thì sắp tới á, thì Ngọc Ngân sẽ dẫn cho quý cô chú anh chị tham quan cái mô hình mà trồng dừa bán củ hủ dừa quý cô chú anh chị. Rất là tuyệt vời, rất là nhiều công dụng luôn. Và đặc biệt ở cái mô hình hôm nay Ngọc Ngân giới thiệu với quý cô chú anh chị không chỉ dừng lại ở những cây dừa mà nó còn xen canh những cái dòng mai giảo thủ đức nữa quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có thấy nè, mình sẽ trồng một cái hàng dừa. Mình sẽ trồng một cái hàng dừa giống như cái bờ như thế này. Mình sẽ trồng hàng dừa một bên, rồi ở bên đây thì mình sẽ trồng những cây mai. Bởi vì những cây mai á, khi mà mình trồng á, thì nó sẽ còn rất, nó phải đủ nắng thì cây của mình nó mới đều, nó mới đẹp được. Thì mình sẽ trồng hàng dừa nép một bên, còn một bên còn lại á, thì mình sẽ tiến hành những trồng những cây mai. Thì một câu hỏi nữa quý cô chú anh chị thường hỏi là khoảng cách giữa hai cây dừa là bao nhiêu. Thì dạ xin thưa, khoảng cách giữa hai cây dừa, Ngọc Ngân xin thưa là khoảng cách giữa hai cây dừa với nhau là thường là nếu mà mình trồng xen canh những cái loại cây khác á, thì mình nên trồng cái khoảng cách là khoảng 7 mét. Giữa hai cây dừa với nhau thì mình sẽ trồng khoảng cách 10 mét để mà mình có thể trồng như thế này, xen canh những cây mai. Một bên mình trồng những cây dừa, một bên mình trồng những cây mai á, thì nó Ngọc Ngân thấy những cái mô hình này rất là tuyệt vời. Thì quý cô chú anh chị thấy là mô hình nó rất là xanh, rất là sạch và giá trị kinh tế rất là cao. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích cái mô hình trồng dừa xen canh mai con giảo thủ đức thì hãy nghiên cứu, rồi nếu mình thấy nó phù hợp với địa phương của mình thì quý cô chú anh chị hãy mạnh dạn đầu tư nha. Và một điều đặc biệt nữa thì cây dừa thì tuổi thọ của nó rất là cao luôn á quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thấy có cây dừa ở bên đây nè, là lớn hơn tuổi của Ngọc Ngân luôn á quý cô chú anh chị. Thì cây dừa này á thì là nó đã hơn 35 tuổi luôn á quý cô chú anh chị. Cây nó rất là khỏe luôn và đang cho trái rất là nhiều. Nó không có bị bỏ cổ giống như hồi xưa. Và cây gì cũng vậy, thì khi mà mình chăm nó tốt thì mình sẽ thu lại được những cái quả ngọt. Thì cây dừa thì hàng tháng thì quý cô chú anh chị hãy bón phân cho cây một lần. Thì mình cứ điều điều vậy, trồng cây dừa nó rất là nhàn luôn quý cô chú anh chị. Thì mình cứ hàng tháng mình chỉ bón phân và mình chờ thu lại những cái quả ngọt. Và cuối video, Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe. Nhớ bấm đăng ký kênh của Ngọc Ngân để cùng đồng hành với Ngọc Ngân ở những cái mô hình tiếp theo nhé.